Hay, hello cả nhà ơi. Đó, chị đây chỉ là quả tim lợn, người ta có thể là tim lợn ta có thể xào, hoặc ta có thể làm được rất là nhiều món khác nhau cả nhà. Hôm nay thì Hà sẽ chia sẻ các bạn món quả tim xào giá đậu. Rất là ngon, rất là đặc biệt. Ăn cửa hàng thì bên này thì ở các cửa hàng River đều bán cả cả nhà. Rất là ngon cả nhà ơi. Xào lên nóng hổi ăn bữa cơm gia đình. Hãy đón coi video Thanh Hà chia sẻ một chút xíu một bữa cơm gia đình nha cả nhà. Ở đây có một quả tim lợn này vào khoảng 300-350g cả nhà, với lại khoảng 300g giá. Giá đậu thì mua chỗ này có 2 thìa nước mắm thì ta sẽ ướp vào một thìa để xào sau. Đấy. Có một chút muối, tiêu, chút mì chính, có tí hành củ, hành lá và cái ngò rí, rau thơm với cả nhà, rau mùi nhé. Đây là đi nguyên liệu Thanh Hà để các bạn cùng coi. Bây giờ là mình sẽ thái trước cái hành củ này ra để mình phi thơm với cả nhà nhé. Ngoài ra cái hành lá này thì mình cho nó có, thứ nhất là thơm, rất là ngon đẹp. Ngoài ra là cái màu sắc, mình cắt vào chừng khoảng 2 phân rưỡi vậy cả nhà, 2 phân 2 phân rưỡi này như này nhé, phải dài một chút. Cái rau mùi cũng thế, mình cũng cắt ra khúc ra chút với cả nhà nhá. Trước khi cái thớt ta thái tim thì mình thái cái rau khỏi trước thì cái thớt nó còn sạch, đỡ phải rửa. Giờ đây là xong rồi, mình để ra một bên. Và đây là quả tim Thanh Hà đã rửa và sát qua một chút muối để cho nó bớt hơi đi. Đây là quả tim lợn tươi không, rất là ngon cả nhà. Ngoài ra các bạn có thể xào các món xào, xào đậu này, xào giá, xào măng này. Hôm trước Thanh Hà có chia sẻ các bạn món cháo tim cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ. Đấy, mình thái đừng có dày quá nhé cả nhà, đừng có thái nhỏ quá, nhưng mà thái cũng mỏng thôi, nhưng mà đấy miếng tim cho nó trông làm sao nhìn nó đỡ bị thái, xào nó không bị vụn đấy mà. Thế ạ, ok. Riêng cái tim này khi thái xong thì ta phải ướp trước đi để mình xào cho nó ngấm gọi là gia vị vào đây. Ở đây là có lửa thìa cà phê muối, nửa cà phê tiêu, nửa một chút muối nữa cả nhà, mì chính nữa nhá. Nửa thìa cà phê mì chính Thanh Hà có ghi ở trong phần nguyên liệu đó. Và nước mắm đây, chỗ này là có một thìa nước mắm. Tí nữa mì xào là ta cho thêm một thìa nữa. Và các bạn lúc xào thì mình sẽ nêm lại. Và ngoài đó trong này mình vừa rồi mình qua cái đoạn không chỉ các bạn mình cho vào đây một thìa thì ăn rượu trắng đó cả nhà nhé. Các bạn có thể dùng rượu lếp hoặc rượu vodka nhé. Bây giờ là dầu ăn cho vào đây sẵn thì mình bật lửa lớn lên và để phi hành trước. Mình cho cái hành củ vào đây mình phi vàng thơm lên. Các bạn có thể cho nhánh tỏi cũng ok nhé. Bây giờ là khi hành vàng thơm rồi thì cái tim ta đã ướp sẵn rồi. Trong cái tim mình nói là cho thêm một thìa rượu ăn trắng vào đấy là nhà nhé, để nó bớt mùi hôi đi và nó sẽ thơm. Lúc này ta bật nửa lớn cả nhà, bạn lần nửa nhỏ ra nước ấy. Nếu như tim xào này thì mình không cần phải múc ra nhé, bởi vì khi tim chín tới như thế này rồi thì ta cho giá vào được rồi. Khi đã giá vào thì ta cho lửa lớn lên và đảo mông tay một chút là được, thì cái giá còn ăn sống được mà. Nhớ là lửa lớn như cả nhà. Nếu các bạn cho lửa nhỏ trong lúc này là nó sẽ ra nước đấy. Đó,
Đó, giờ ta lên lại và cho thêm một chút miếng nữa, và cho thêm một thìa nước mắm nữa vào đấy. Đấy, lúc này là chuẩn bị lấy được ra ăn rồi, nhớ là lửa lớn thì ta cho coi như là hành lá và rau mùi vào đây, mình đảo đều lên, hoặc là rau mùi vớt khi đổ ra thì các bạn rắc lên trên mặt bát thì cũng là ok. Nhưng mà mình đảo vào đây thì cái cọng mùi nó quá thì nó cũng thơm trực tiếp và cũng rất là ngon cả nhà. Ừ. Đó, mình làm sao xào làm sao cho nó không bị ra nước nha cả nhà. Cái này là được rồi cả nhà. Rất là ngon đúng không ạ? Và cho ra một đĩa giá đậu xào tim hay tim xào giá đậu rất là tuyệt vời đúng không? Em một lần nữa là Thanh Hà xin chân thành cảm ơn các bạn luôn đón coi video của Thanh Hà. Nếu thấy hay hãy đăng ký like và chia sẻ cho nhiều người cùng coi. Một lần nữa Thanh Hà xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn. Các bạn là nguyên tắc là xào tim giá, riêng giá đậu là phải khô ấy cả nhà. Nhớ đừng nhớ là khi mà đã giá bắt đầu là cho tim cho giá vào thì ta bật lửa lúc nào cũng lớn lửa lên nhá.